bầu cử Mỹ 2024, hai thùng phiếu bầu cử bốc cháy, cảnh sát xáo giết tìm chiếc xe khẳng nghi. Tổng thống Biden xếp hàng chờ 40 phút để bỏ phiếu sớm, trao chọn niềm tin cho bà Harris. Càng như xe đàn, bà Harris thách ông Trump làm bài kiểm tra nhận thức trước toàn dân. NATO xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên tham gia chống Ukraine. Mỹ rắn rộng, cảnh báo sẵn sàng trang bị vũ khí không giới hạn cho Ukraine nếu Triều Tiên tham chiến. Thưa quý vị, cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra vụ hai thùng phiếu phục vụ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 bị đốt cháy vào ngày 28 tháng 10. Điều này có thể khiến hàng trăm lá phiếu bị tiêu hủy. Cảnh sát ở thành phố Portland, bang Oregon cho biết, lúc 3 rưỡi sáng ngày 28 tháng 10, lực lượng này đã phản ứng trước vụ hỏa hoạn tại một thùng phiếu trong thành phố. Cảnh sát xác định rằng một thiết bị gây cháy đã được đặt bên thùng phiếu và được sử dụng để châm lửa. Sau khi xác định rằng vụ hỏa hoạn là do đốt phá, cơ quan cảnh sát Portland đã yêu cầu người dân cung cấp thông tin để giúp xác định thủ phạm. Các viên chức bộ phận bầu cử ở Portland cho biết, vụ cháy đã kích hoạt các bình chứa bên trong thùng phiếu, phun ra chất chữa cháy dạng bột, bảo vệ hầu hết các lá phiếu. Ban bầu cử của quận Multnomah bang Oregon cho biết, chỉ có 3 lá phiếu bị hư hại trong vụ cháy này và những cử tri đó sẽ được liên hệ để điền phiếu thay thế. Các quan chức bầu cử tại thành phố Vancouver, bang Wisconsin cho biết, đã ghi nhận vụ hỏa hoạn tại một thùng phiếu ở khu vực này khoảng một giờ sau vụ cháy thùng phiếu ở Portland. Cảnh sát đang điều tra vụ việc này và báo cáo rằng đã tìm thấy một thiết bị đáng ngờ bên cạnh thùng phiếu. Ông Mike Brenner, người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Portland cho biết, cơ quan chức năng cho rằng hai vụ cháy này có liên quan đến nhau và một chiếc xe khả nghi đã được xác định từ trích xuất camera. Cục điều tra liên bang cho biết Cơ quan này đang điều tra cả hai vụ cháy để xác định ai chịu trách nhiệm. Ông Greg kim Kimsey, người kiểm phiếu của quận Grass chia sẻ rằng, thật đau lòng khi chứng kiến sự việc, đồng thời cho rằng đây là cuộc tấn công trực tiếp vào nền dân chủ khi can thiệp vào lá phiếu của người dân. Ông Kimsey ước tính rằng hàng trăm lá phiếu đã bị hủy trong thùng phiếu ở Vancouver. Ông nói rằng, ai đã gửi lá phiếu này của mình vào thùng phiếu đó sau 11 giờ sáng ngày 28 tháng 10 nên liên hệ với bộ phận bầu cử để xin một lá phiếu thay thế. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi bỏ phiếu sớm tại bang quê nhà Delaware khi cuộc đua giữa hai ứng cử viên đang diễn ra gay cấn. Ông Joe Biden, 81 tuổi, đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ tại một điểm bỏ phiếu ở Newcastle, ngoại ô thành phố quê nhà Wilmington, bang Delaware hôm 28 tháng 10. Đeo kính dâm và mặc bộ vest tối màu, vị Tổng tư lệnh sắp mãn nhiệm đã xếp hàng trong khoảng 30 phút Ông trò chuyện với những cử tri khác, nói chuyện qua điện thoại và đẩy xe lăn giúp một cử tri tại điểm bỏ phiếu. Khi đến lượt mình ông Biden đã ký tên lên màn hình, nhận phiếu, sau đó được hướng dẫn đến một khu vực bỏ phiếu kín có rèm che. Các phóng viên đã hỏi tổng thống Biden rằng liệu đây có phải là khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn đối với ông khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mà ông từng hy vọng sẽ giành chiến thắng hay không. Ông Biden cho biết thật ngọt ngào sau đó ông biden đã chỉ trích ứng viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump về sự kiện vận động tranh cử tại new york nơi một loạt diễn giả đã đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc ông chia sẻ thật đáng xấu hổ đối với một tổng thống ông biden đã rút khỏi cuộc đua vào nhà trắng sau cuộc tranh luận được đánh giá là lép vế hơn so với ông trump đương kim tổng thống mỹ nói rằng ông muốn truyền ngọn đuốc cho phó tổng thống kamala harris sau khi dừng chiến dịch tranh cử ông biden đã tích cực ủng hộ bà harris trở thành ứng viên tổng thống đảng dân chủ ông nỗ lực thuyết phục cử tri rằng bà Harris sẽ mang đến sự thay đổi cho nước Mỹ. Tổng thống Biden bình luận sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Kamala Harris hôm 10 tháng 9, Phó Tổng thống Harris đã chứng minh bà là lựa chọn tốt nhất để dẫn dắt đất nước chúng ta tiến lên. Chúng ta sẽ không lùi bước trong cuộc tranh luận bà harris tập trung vào các thành tựu của chính quyền tổng thống biden nêu bật những thành công trong việc chống lạm phát và xây dựng lại quan hệ ngoại giao khi được hỏi về vai trò khiêm tốn của mình tại sự kiện vận động tranh cử ông biden cho biết tôi đã đến tất cả các tiểu bang chiến trường nhưng tôi cũng phải tiếp tục công việc của mình các chuyên gia nhận định thành tựu đáng kể của phó tổng thống Harris đã giúp bà củng cố vị thế trên chính trường, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ ông Trump vẫn trung thành với nhà lãnh đạo của họ, nhấn mạnh vào kinh nghiệm và khả năng giải quyết các vấn đề trong và ngoài nước Mỹ. Chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên đang ở giai đoạn cao trào khi cả hai đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri ở những bang chiến trường. Hiện cả hai ứng viên đều bám đuổi xích sao trong cuộc khảo sát trước thêm bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Election Lab thuộc Đại học Florida, đến 13 giờ ngày 28 tháng 10 trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43.853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó 22.360.658 lá phiếu được bỏ trực tiếp. Sáng ngày 28 tháng 10, theo giờ địa phương, các cử tri ở thủ đô Washington DC đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ năm 2024, trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức vào ngày 5 tháng 11 tới. Tổng cộng 25 điểm bỏ phiếu sớm ở thủ đô của xứ Cờ Hoa đã đồng loạt mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu sớm trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày, kéo dài từ 28 tháng 10 đến mùng 3 tháng 11. Trước đó, các cử tri của Washington DC đã tiến hành bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện hoặc trực tiếp bỏ vào 55 phùng phiếu được bố trí giải rác trên khắp các địa bàn dân cư từ ngày 11 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11. Tính đến 27 tháng 10 đã có 86.424 lá phiếu được bỏ sớm theo hình thức này trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Khoảng 346.500 lá phiếu đã được bỏ tại thủ đô Washington DC. Theo thống kê mới nhất của Đại học Florida, tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43 triệu 853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó 21.521.385 lá phiếu được bỏ qua đường bưu điện và 22.360.658 lá phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bầu cử. Trong số các cử tri đi bỏ phiếu sớm, có 39,8% tự nhận là đảng viên Dân Chủ, 36% tự nhận là đảng viên Cộng Hòa, 24,1% cử tri thuộc các đảng nhỏ hoặc độc lập. Kết quả của các cuộc khảo sát gần đây do nhiều phương tiện truyền thông lớn của Mỹ và các tổ chức thăm dò dư luận thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris trên phạm vi toàn quốc nhỉnh hơn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump từ 2 đến 3 điểm phần trăm. Nhưng tại 7 bang giao động quan trọng thực sự quyết định kết quả, cả hai ứng cử viên vẫn trong thế bất phân thắng bại và kết quả cuối cùng được dự báo sẽ rất xích sao. Đáp lại tuyên bố của ông Donald Trump về chỉ số thông minh IQ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói sẽ làm bài kiểm tra nhận thức và thách ông Trump làm bài kiểm tra tương tự. Theo một số nguồn tin, ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã dành nhiều tuần để đặt câu hỏi liệu trí thông minh và năng lực của bà Kamala Harris có đủ để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước không. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Trung Social hồi đầu tháng này, ông Trump kêu gọi bà Harris làm và vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn nhận thức. Vào thời điểm đó, ông Trump cáo buộc đối thủ chậm chạp và uể oải khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Trong bối cảnh chỉ còn 8 ngày là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, bà Harris đã đáp lại tuyên bố của đối thủ, nói rằng bà sẵn sàng làm bài kiểm tra nhận thức để chứng minh kỹ năng của bản thân và thách ông Trump làm điều tương tự. Ứng ừ viên tổng thống của Đảng Dân chủ Kamala Harris đã chỉ ra một loạt cá nhân từng làm việc với ông Trump. Những người đã lên tiếng chống lại ông trong những tuần gần đây như một bằng chứng cho thấy ông Trump không đủ năng lực trở thành tổng thống Mỹ. Bà Harris nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình CBS Tin tức buổi tối: "Đừng nghe tôi nói, hãy nghe những người hiểu rõ ông Trump nhất. Hãy lắng nghe những gì Tướng John Kelly, hai cựu bộ trưởng quốc phòng, cố vấn an ninh quốc gia, cựu phó tổng thống nói." họ đều cho rằng ông ấy không đủ tư cách để làm Tổng thống Mỹ một lần nữa. Bà Harris nói về bài kiểm tra nhận thức sau khi bác sĩ Nhà Trắng công bố một bản ghi nhớ cho biết bà có sức khỏe tuyệt vời. Bản ghi nhớ công bố hồi đầu tháng 10 dựa trên kết quả khám sức khỏe hồi tháng 4 và lưu ý Phó Tổng thống bị dị ứng theo mùa. Ông Trump không công bố báo cáo sức khỏe như bà Harris, tuy nhiên chiến dịch tranh cử của ông cũng đã chỉ ra bản ghi nhớ tích cực của nghị sĩ Ronnie Jackson ở bang Texas là cựu bác sĩ của Tổng thống cũng như bác sĩ riêng của ông Trump. Thưa quý vị, Springsteen là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng với sự nghiệp kéo dài năm thập kỷ và ông Obama vẫn là hai trong những cái tên lớn nhất trong nền chính trị dân chủ. Cho thấy cách bà Harris dựa vào các tên tuổi lớn trong giai đoạn nước rút để truyền tải thông điệp và chỉ trích đối thủ Donald Trump. Cựu tổng thống Obama nói với khán giả ở Atlanta Tôi hiểu tại sao mọi người muốn thay đổi mọi thứ. Những điều tôi không thể hiểu là tại sao có những người nghĩ rằng Donald Trump sẽ thay đổi mọi thứ theo cách có lợi cho bạn. Cựu Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ tận dụng thời gian để chỉ trích ông Trump. Cố gắng bán hàng, chỉ quan tâm đến cái tôi, tiền bạc, địa vị của mình và đưa ra phát biểu dai dòng chỉ là lời nói xuông. Ông Obama nói và các người bà Harris, Chúng ta không cần 4 năm với người chỉ thích làm vua, muốn làm nhà độc tài, sẵn sàng đảm nhiệm công việc và tập trung vào người dân. Springsteen cũng chỉ trích ông Trump sau khi biểu diễn The Promised Land, một bản ballad trong album Danes on the of Town năm 1978 của ông. Springsteen cũng chia sẻ với khán giả ở Georgia rằng ông ủng hộ bà Harris vì muốn một tổng thống tôn trọng hiến pháp. Springsteen nói thêm trước khi chơi Land of Hope and Dream và Dancing in the Dark. Chỉ có một ứng cử viên trong cuộc bầu cử này coi trọng những nguyên tắc đó, Kamala Harris, bà ấy đang tranh cử để trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump đang tranh cử để trở thành một bạo chúa của người Mỹ. Cuộc diễn thuyết của bà Harris ở Creston, vùng ngoại ô phía đông Atlanta, diễn ra một sân vận động bóng bầu dục của trường trung học nơi thể hiện sự đa dạng nhất của Mỹ. Cộng đồng ở đây đã tiếp nhận nhiều làn sóng người nhập cư và tị nạn với 40% dân số của cộng đồng là người nước ngoài. Người dẫn chương trình gọi tên không chỉ những người tốt nghiệp các trường cao đẳng và đại học lịch sử của người da đen mà còn cả người Tây Ấn. Trong số những người xếp hàng dài để vào tham gia sự kiện có cả những người gốc Á và phụ nữ đội khăn trùm đầu. Nhiều người tham gia sự kiện cho biết họ đang cố gắng thúc giục người thân và hàng xóm đến các điểm bỏ phiếu để bầu cho bà Harris. Beverly Bainer, sống tại Cumming, một thành trì của Đảng Cộng hòa ở phía bắc Atlanta, nói với AP. Tôi quyết định đi làm tình nguyện viên vì tôi không thể giữ im lặng. Cô cho biết cô vẫn đang thuyết phục mẹ mình đi bỏ phiếu. Cha tôi năm nay 85 tuổi đã chuyển sang ủng hộ Đảng Dân Chủ lần đầu tiên trong đời. Cô chia sẻ. Diễn viên Samuel Jackson, đạo diễn của Spiley và diễn viên kiêm nhà làm phim là Tilo Perry cũng đã phát biểu tại sự kiện. Chuỗi sự kiện của bà Harris với sự tham gia của những người nổi tiếng sẽ tiếp tục trong ngày 25 tháng 10 tại Texas nơi bà sẽ tham gia vào cuộc vận động cùng với Beyoncé. Bài Freedom năm 2016 của nữ ca sĩ người gốc Houston đã trở thành bài hát chủ đề cho chiến dịch vận động tranh cử của bà Harris. Trong khi cuộc vận động ngày 25 tháng 10 diễn ra ở một bang đỏ mà ngay cả những người lạc quan nhất của đảng Dân Chủ cũng biết rằng Phó Tổng thống Harris có có thể chuyển sang màu xanh trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Nhưng sự kiện tại Georgia ngày 24 tháng 10 cho thấy vai trò nổi bật của bang này để bà có thể đánh bại đối thủ từ đảng Cộng Hòa. Ông Joe Biden và bà Harris đã giành chiến thắng tại Georgia năm 2020, tạo nên chiến thắng đầu tiên của Đảng Dân Chủ ở tiểu bang miền Nam, kể từ khi ông Bill Clinton làm được điều này vào năm 1992. Nhóm của bà Harris hy vọng sẽ có thể giữ được màu xanh ở bang này trong cuộc bầu cử năm nay. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri tiềm năng ở Georgia do nhiều viện nghiên cứu và cơ quan báo chí thực hiện cho thấy, ông Trump và bà Harris đang chạy đua xích sao ở đây. Đảng Dân chủ có truyền thống dựa vào những tên tuổi nổi tiếng trong những ngày cuối cùng của cuộc đua. Springsteen từ lâu đã ủng hộ các chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ. Nghệ sĩ này ủng hộ ông Obama vào các năm 2008 và 2012, thậm chí đã ủng hộ ứng viên của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ đầy tranh cãi 2008. Ông cũng ủng hộ cựu ngoại trưởng Hillary Clinton năm 2016 với màn biểu diễn tại cuộc vận động ở Philadelphia vào đêm trước ngày diễn ra cuộc bầu cử và ủng hộ ông Biden trong chiến dịch chạy đua năm 2020. Nghệ sĩ đến từ New Jersey gọi ông Trump là ứng cử viên tổng thống nguy hiểm nhất trong cuộc đời tôi. BNC ủng hộ bà Clinton năm 2016 với chương trình biểu diễn tại sự kiện ở Cleveland, cùng với chồng là rapper Jace. Khi chỉ còn vài hôm trước ngày bầu cử năm đó, Taylor cũng đã trở thành trụ cột tại các sự kiện và hoạt động gây quỹ của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên thất bại của bà Clinton trước ông Trump năm 2016 dù có sự ủng hộ đáng kể từ các ngôi sao và vẫn là lời nhắc nhở đối với đảng dân chủ rằng năng lượng do các nghị sĩ tên tuổi như Springsteen và Beyoncé mang đến chưa đủ để tạo nên chiến thắng trong một cuộc bầu cử. Tổ xác nhận, binh sĩ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã được triển khai để chống lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga. Tổng thư ký NATO Ruth Master ngày 28 tháng 10 xác nhận, binh sĩ Triều Tiên đã tham chiến cùng đối tăng Nga tại Kursk chống lại lực lượng Ukraine. Vị quan chức cho rằng, động thái này của Triều Tiên là bước leo thang lớn trong sự can dự của nước này trong chiến dịch của Nga, là sự vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là hành vi mở rộng nguy hiểm của xung đột. Ông Rutte, cựu Thủ tướng Hà Lan, kêu gọi Nga và Triều Tiên ngay lập tức dừng những hành động nêu trên. Cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, ước tính 10.000 binh sĩ Triều Tiên đã được đưa sang miền Đông Nga để huấn luyện và một phần trong số đó đã di chuyển đến gần Ukraine. Bà Sinh không xác nhận binh sĩ Triều Tiên tham chiến hoặc hỗ trợ chiến đấu chống Ukraine tại Kursk, nhưng bày tỏ quan ngại về ý định này. Trong trường hợp quân Triều Tiên tham chiến chống lực lượng Ukraine, Kiev sẽ không chịu giới hạn nào trong việc sử dụng vũ khí Mỹ để đối phó. Trước đó, một đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận về những tin đồn vô căn cứ như vậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin không bình luận trực tiếp về thông tin, nhưng tuyên bố việc thực thi thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Moscow và Bình Nhưỡng thuộc quyền quyết định của hai bên. Bình luận về cáo buộc nói trên từ NATO, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moscow ngày 28 tháng 10 cho rằng, lính đánh thuê, tình nguyện viên và những người huấn luyện phương Tây đã và đang chiến đấu cho Ukraine. Ông Lavrov cho rằng, quân đội Ukraine không thể sử dụng tên lửa, vũ khí tầm xa nếu không có các chuyên gia, dữ liệu tình báo vệ tinh phương Tây. Ông Lavrov nói rằng quân nhân phương Tây đã hoạt động từ lâu tại Ukraine. Đó là một phần của cuộc chiến tranh lai mà NATO và Liên minh châu Âu đang dựng lên để chống nước chúng tôi. Và chúng tôi biết rõ việc đó. Thưa quý vị, Lầu Năm Góc cho biết Washington sẽ không áp đặt giới hạn với Ukraine về sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công Nga nếu Triều Tiên tham gia hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột. Tuyên bố dỡ bỏ hạn chế vũ khí của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh NATO cáo buộc rằng các đơn vị quân sự của Triều Tiên đã được triển khai đến tỉnh Kursk của Nga. Các buộc quân Triều Tiên được triển khai trên lãnh thổ Nga để đối phó Ukraine đã khiến các nước phương Tây lo ngại xung đột Ukraine sẽ mở rộng. Sau các cuộc hội đàm với một phái đoàn Hàn Quốc, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên rằng quan hệ quân sự ngày càng sâu rộng giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, lẫn châu Âu, Đại Tây Dương. Bản thân đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi diễn biến mới liên quan đến quân Triều Tiên là rất nguy hiểm. Lầu Nông góc ước tính rằng 10.000 lính Triều Tiên đã được triển khai tới miền đông nước nga để huấn luyện, còn số ước tính của họ vào tuần trước là 3.000 quân. Ban đầu Điện Kremlin gọi các thông tin trên là tin giả, tuy nhiên vào hôm 24 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã không phủ nhận việc quân Triều Tiên có mặt ở nga. Ông Putin cũng nói rằng đây là việc riêng của Moscow trong thực thi một hiệp ước đối tác với Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Lầu Nông góc Sabrina Singh phát biểu ngày 28 tháng 10 một bộ phận trong lực lượng đó đã tiến gần hơn đến Ukraine và chúng tôi ngày càng lo ngại Nga sẽ điều động họ tham chiến hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk gần biên giới với Ukraine. Điện Kremlin ban đầu nói rằng thông tin về việc triển khai quân đội Triều Tiên là tin giả. Nhưng ngày 24 tháng 10, Tổng thống Vladimir Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga và nói rằng thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là việc của Moscow. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Moscow sẽ phản ứng tương ứng nếu Mỹ và các đồng minh giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga. Một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên không xác nhận thông tin trên với báo chí về việc triển khai quân đội đến Nga, nhưng nói rằng nếu Bình Nhưỡng làm điều đó cũng là phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Tuần trước, tình báo quân sự Ukraine nói rằng các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên đã có mặt ở tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine đang kiểm soát nhiều địa bàn sau khi mở cuộc tấn công lớn vào tháng 8. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha cho biết, Kiev đã cảnh báo về việc triển khai quân Triều Tiên suốt nhiều tuần qua và kêu gọi các đồng minh phản ứng mạnh mẽ. Điểm mấu chốt, hãy lắng nghe Ukraine. Giải pháp, giữ bảo hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi nhằm vào Nga ngay bây giờ. Ông viết trong bài đăng trên mạng sau x. Phương Tây, Ukraine và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã gửi quân sang Nga để giúp Moscow đối phó với Kiev. Mới đây, Nga và Triều Tiên nhấn mạnh họ có quyền hợp tác quân sự trong bối cảnh ấy, khả năng Triều Tiên dồn sức viện trợ Ukraine ngày càng tăng. Thời gian qua, giới chức Hàn Quốc liên tục cáo buộc Triều Tiên gửi quân sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Không chỉ cáo buộc, Hàn Quốc còn cực lực phản đối một động thái gửi quân như vậy. Trong bối cảnh đó, hiện đang rầm rộ thông tin Hàn Quốc có thể gửi vũ khí giúp Ukraine đối phó với quân Nga và quân Triều Tiên. Không những thế, mới đây, hãng thông tấn Hàn Quốc Junhap dẫn lời giới chức an ninh Hàn Quốc cho biết Seoul thậm chí có thể gửi nhân lực quân sự tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của quân Triều Tiên trong xung đột Nga-Ukraine. Thông tin này đã khiến Bộ Ngoại giao Nga đe dọa rằng Hàn Quốc sẽ đối mặt hậu quả an ninh nếu họ dính dáng vào xung đột. Mỹ sẽ dỡ bỏ hạn chế với Ukraine về việc sử dụng vũ khí viện trợ nếu Triều Tiên thực sự triển khai lực lượng quân sự đến hỗ trợ Nga. Ngày 28 tháng 10, lầu năm góc ước tính, Triều Tiên đã đưa khoảng 10.000 quân nhân đến Nga để huấn luyện. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói rằng, một phần trong số những người lính này đã tiến đến gần Ukraine hơn. Chúng tôi ngày càng lo ngại Nga có ý định sử dụng những binh sĩ này trong tác chiến hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine tại vùng Kursk gần với biên giới Ukraine. Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết, các đơn vị quân sự Triều Tiên đã được triển khai đến vùng Kursk của Nga. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine tuần trước cho biết, các đơn vị quân sự đầu tiên của Triều Tiên đã được triển khai đến Kursk. Kiev kêu gọi các đồng minh hành động mạnh mẽ hơn để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sabiha kêu gọi, điểm mấu chốt, hãy lắng nghe Ukraine. Giải pháp, dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi chống lại Nga ngay bây giờ. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Jemak cho biết, chỉ các biện pháp trừng phạt sẽ không đủ để đáp trả. Ông nói thêm rằng Kiev cần vũ khí và một kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn kịch bản Triều Tiên hỗ trợ quân sự Nga. Tuy vậy, Lầu Nông Góc chưa xác nhận thông tin Triều Tiên triển khai quân đến Kursk hay các khu vực chiến tuyến ở Ukraine. Người phát ngôn Lầu Nông Góc chỉ rõ, có khả năng là họ đang di chuyển theo hướng Kursk. Cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ thông tin triển khai lực lượng quân sự trên, song cũng nhấn mạnh nếu kịch bản như vậy xảy ra cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Kể từ khi hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên gặp nhau ở vùng viễn đông năm ngoái, Hai bên đã nâng cấp quan hệ quân sự và ký hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bao gồm một hiệp ước phòng thủ chung. Về việc Mỹ và các đồng minh có thể dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào đất Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cảnh báo Moscow sẽ có nhiều biện pháp đối phó. Chủ nhân điện Kremlin nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Nga đang xem xét các ứng phó với các cuộc tấn công tầm xa có thể xảy ra vào lãnh thổ Nga. Họ sẽ đưa ra một loạt phản ứng. Tổng thống Putin cho biết hiện vẫn còn sớm để tiết lộ chính xác cách thức, thời gian và địa điểm Nga sẽ đáp trả. Nhưng Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu các cuộc tấn công tầm xa được tiến hành vào lãnh thổ Nga. Theo ông, chỉ quân nhân từ các nước NATO mới có thể vận hành các thiết bị mà Ukraine muốn sử dụng vì Kiev không có đủ chuyên gia cần thiết. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga cũng nêu rõ, sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột và Moscow sẽ buộc phải đưa ra quyết định dựa trên những mối đe dọa có thể tạo ra đối với Nga. Theo Business Insider, trong đoạn video do lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine công bố hôm 28 tháng 10, một xe tăng M1 Abram và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất đang tấn công các vị trí nằm dọc theo hàng cây ở vùng biên giới Kursk của Nga. Lữ đoàn 47 tuyên bố đã xóa sổ các vị trí của Nga bằng tên lửa trung tâm cũng như hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh. Tuy nhiên, thời gian diễn ra cuộc tấn công không được tiết lộ. Những hình ảnh được quay bằng máy bay không người lái UAV và camera gắn trên xe cho thấy hoạt động chiến đấu rất dữ dội. Trong một cảnh quay, xe Bradley của Ukraine đã triển khai pháo sáng, tạo màn khói trước khi bắn vào các vị trí của Nga dọc theo hàng cây bằng súng máy Bushmaster. Xe tăng Abram và xe chiến đấu bộ binh Bradley được thiết kế trong giai đoạn chiến tranh lạnh để chống lại binh sĩ Liên Xô Giờ đây, sau nhiều thập kỷ, chúng đang được quân đội Ukraine sử dụng ở Kursk để chống lại các lực lượng Nga. Những mẫu Abrams và Bradley mà Ukraine nhận được là mẫu xuất khẩu. Trong đó, Abrams được xem là một trong những xe tăng tốt nhất mà Kiev đang sở hữu và Bradley cũng đã chứng minh được giá trị lớn trong quá trình Ukraine xung đột với Nga. Kể từ năm 2023, Mỹ đã gửi hơn 300 xe M2A2 Bradley và 31 biến thể M1A1 Abrams cho Ukraine. Gần đây, Australia cũng đã cam kết gửi thêm gần 50 xe tăng cho Kiev. Hồi tuần trước, Lữ đoàn 47 đã chia sẻ một video về hai phương tiện do Mỹ sản xuất hoạt động ở Kursk. Đây cũng là những video đầu tiên công khai xác nhận Abram và Bradley hoạt động ở vùng Kursk của Nga. Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ vào Kursk hồi đầu tháng 8. Kể từ tháng 9, Nga đã bắt đầu phản công để giành lại các khu vực bị quân đội Ukraine chiếm đóng ở Kursk. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho hay, một số tay súng đánh thuê nước ngoài tham gia cuộc đột kích xuyên biên giới của quân đội Ukraine vào vùng Priansk đã bị tiêu diệt. Theo hãng tin RT, trong tuyên bố hôm 28 tháng 10, FSB cho biết một nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine đã cố gắng đột kích xuyên biên vào vùng Priansk của Nga trong ngày 27 tháng 10 nhưng bất thành. FSB nhấn mạnh một số thành viên trong lực lượng Ukraine là lính đánh thuê nước ngoài. FSB đã công bố diễn biến sự việc. Theo đó, lính biên phòng và lực lượng vũ trang ở vùng Bryansk đã tiêu diệt 4 binh sĩ Ukraine trong lúc đối phương cố gắng đột kích vào quận Krimov thuộc vùng Bryansk. Nhưng binh sĩ Ukraine còn lại sau đó đã bị phía Nga tấn công bằng pháo binh và hứng chịu thương vong. Những tay súng Ukraine thiệt mạng được trang bị vũ khí và thiết bị nước ngoài cùng các vật dụng cá nhân cho thấy họ thuộc về nước thứ ba như một lá cờ Canada, một cuốn sách cầu nguyện của Ba Lan, và một cuốn sổ ghi chép về chiến thuật bằng tiếng Anh. Ngoài ra, trên thi thể một binh sĩ Ukraine còn có hình xăm của trung đoàn biệt kích 75 của Mỹ, lực lượng tinh nhuệ chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, phá hoại, đánh lạc hướng sau phòng tuyến của đối phương, chiếm giữ các sân bay cũng như phá hủy các cơ sở quan trọng về mặt chiến lược và bắt giữ hoặc tiêu diệt các quan chức cấp cao. Trung đoàn biệt kích 75 còn được gọi là biệt kích lục quân Mỹ có khả năng triển khai một tiểu đoàn chiến đấu trong vòng 18 giờ sau khi nhận được thông báo. Họ được xem là một trong những đơn vị được quân đội Mỹ sử dụng nhiều nhất. Trước đó, kênh Mass Telegram đã đưa tin về cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào vùng Priyansk của Nga. Theo đó, nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine có tới 30 tay súng nước ngoài là công dân Ba Lan, Thụy Điển, Venezuela và Anh. Nước này được cho là đã giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Thống đốc vùng Priyansk, Alexander Bogomak đã xác nhận thông tin binh sĩ Ukraine xâm nhập vùng biển Ông khẳng định các lực lượng Nga đã đẩy lùi đối phương, tình hình ở quận Krimov đã ổn định và trong tầm kiểm soát. Ngoài ra, ông Mukomak cho biết, sau vụ đột kích, vùng Priyansk còn bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Song tất cả UAV đã bị bỏ lại và không có thương vong hoặc thiệt hại nào trên mặt đất được báo cáo. Vùng Priyansk nằm giáp với Beirut ở phía Tây, cũng như giáp các vùng Chernigov và Sumy của Ukraine ở phía Nam thường xuyên là mục tiêu bị UAV tấn công kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị, các cuộc không kích của quân đội Israel đã sát hại ít nhất 45 người Palestine trên khắp giải Gaza vào hôm 27 tháng 10, hầu hết là ở phía bắc giải đất này, khi các nỗ lực đảm bảo lệnh ngừng bắn cho cuộc chiến kéo dài hơn một năm được nối lại ở Qatar. Các cuộc không kích của Israel đã giết chết hàng chục người Palestine, chủ yếu ở phía bắc Gaza vào ngày 27 tháng 10. Hoạt động tấn công này diễn ra khi các nỗ lực hòa giải nhằm đạt được lệnh ngừng bắn được nối lại ở Qatar. Đoạn video này cho thấy hậu quả của một cuộc tấn công vào một trường học đang là nơi trú ẩn cho các gia đình phải di rời ở thành phố Gaza. Các quan chức y tế cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương. Theo phương tiện truyền thông Hamas, có 3 nhà báo địa phương nằm trong số những người đã thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết đang xem xét các báo cáo về cuộc không kích. Nhà lãnh đạo Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hôm 27 tháng 10 đã đề xuất một lệnh ngừng bắn ban đầu, kéo dài hai ngày tại Gaza để trao đổi bốn con tin người Israel lấy một số tù nhân Palestine. Ông đưa ra thông báo này khi các cuộc gặp gỡ, tìm cách giảm nhiệt cuộc chiến đang tiếp diễn tại Qatar, có sự tham gia của các giám đốc của CIA và cơ quan tình báo Mossad của Israel. Cả Israel lẫn Hamas đều chưa có bình luận. Một quan chức Palestine nói với Reuters rằng Hamas sẽ lắng nghe các đề xuất mới, nhưng vẫn quyết tâm yêu cầu thỏa thuận phải đảm bảo chấm dứt chiến tranh và rút lực lượng Israel ra khỏi Gaza. Israel đã tuyên bố rằng cuộc chiến không thể kết thúc, trừ nào Hamas chưa bị xóa sổ với tư cách là một lực lượng quân sự và thực thể quản lý tại giải Gaza. Mỹ, Qatar và Ai Cập đã dẫn đầu các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến nổ ra sau khi các tay súng Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, sát hại 1.200 người và bắt giữ hơn 250 con tin, theo số liệu của Israel. Các quan chức y tế Gaza cho biết số người tử vong do các cuộc tấn công trả đũa trên không và trên bộ của Israel ở Gaza đang lên tới gần 43.000 người. Ngày 27 tháng 10, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu đầu tiên sau cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran. Ông cho biết cuộc tấn công đã làm hư hại nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Iran nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ông Netanyahu cũng nhắc lại rằng Israel từng cam kết sẽ đáp trả một cách cứng rắn cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran hồi đầu tháng. Thủ tướng Israel nhấn mạnh: "Sáng sớm 26 tháng 10, chúng tôi đã thực hiện cam kết của mình và gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực phòng thủ, khả năng sản xuất tên lửa của Iran." Bất kỳ ai làm tổn hại đến chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả. Thủ tướng Israel cũng cảm ơn Mỹ vì đã phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ các cuộc tấn công vào Iran, cho biết cuộc tấn công đã đạt được tất cả các mục tiêu. Trong khi đó, các quan chức chính quyền tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ không trực tiếp tham gia cuộc tấn công nhưng đã tham vấn chặt chẽ với Israel. Đáp lại, cùng ngày tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng nước này sẽ có phản ứng thích đáng đối với sự gây hấn của Israel nhằm vào lãnh thổ của Iran. Theo thông cáo đăng trên trang web của văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeskian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp nối các ở Tehran để thảo luận về phản ứng của nước Cộng hòa Hồi giáo trước cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran vào hôm 26 tháng 10. Tổng thống Iran nêu rõ, chúng tôi không muốn chiến tranh, song sẽ bảo vệ các quyền của người dân và đất nước chúng tôi. Tổng thống Iran cho rằng nếu những hành động gây hấn của Israel vẫn tiếp tục thì căng thẳng sẽ lan rộng ở khu vực Tây Á. Trong một diễn biến đáng chú ý, Hezbollah tuyên bố sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban trong trường hợp hồ sơ của Liban được đưa vào các sáng kiến hòa bình ở giải Gaza. Kênh truyền hình LBC dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, lực lượng Hezbollah ở Liban sẵn sàng thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó vạch ra lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban, trong trường hợp hồ sơ của Liban được đưa vào các sáng kiến hòa bình ở giải Gaza. Theo nguồn tin, Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Berri đã thông báo với các bên trung gian là Qatar và Ai Cập rằng Hezbollah đã đồng ý chia tách mặt trận và thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với điều kiện việc giải quyết xung đột ở Liban là một phần của các sáng kiến hòa bình ở giải Gaza. Nguồn tin cho biết các cách giải quyết xung đột giữa Hezbollah và Israel đã được thảo luận tại Doha, nơi các đại biểu từ Qatar, Mỹ và Israel đã thảo luận việc giải quyết tình hình tại vùng đất Palestine vào hôm 27 tháng 10. Các quan chức Ai Cập và Qatar dự kiến gặp đại diện của Hamas và một phái đoàn cấp cao của Qatar sẽ đến Beirut để làm rõ lập trường của Liban. Nguồn tin tiết lộ cuộc họp tại Doha đã phá vỡ bức tường khó khăn và các cuộc tham vấn về Gaza đã mang lại một tiến triển nhỏ, cho thấy Israel và Hamas sẵn sàng trao đổi con tin. Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý khác. Junhap dẫn tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28 tháng 10 cho biết, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã quy trách nhiệm cho quân đội Hàn Quốc về việc phóng thiết bị bay không người lái UAV vào lãnh thổ nước này vì mục đích chính trị. Bộ trên đã công bố kết quả cuối cùng cuộc điều tra sau khi tuyên bố rằng UAV của Hàn Quốc đã bay qua Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng 10 để giải truyền đơn chống Triều Tiên. KCNA cũng đã công bố những bức ảnh mô tả là UAV quân sự của Hàn Quốc bị rơi. Trong quá trình phân tích chương trình điều khiển UAV này, chính quyền Triều Tiên cho biết họ đã phát hiện ra hơn 230 kế hoạch bay và nhật ký bay kể từ tháng 6 năm 2023, bao gồm một kế hoạch phát tán sát thải có động cơ chính trị. Một hồ sơ ngày 8 tháng 10 cho thấy UAV đã rời khỏi biên giới Ban Gyeongdo của Hàn Quốc vào đêm muộn và giải truyền đơn trên các tòa nhà của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Triều Tiên ở Bình Nhưỡng vài giờ sau đó. KCNA cũng dẫn lời một phát ngôn viên của Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả bằng cuộc tấn công không thương tiếc nếu vụ việc như vậy tái diễn. Phát biểu tại sự kiện tổ chức ở núi Herzl, Israel hôm 27 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, Tel Aviv đã đạt được mục tiêu trong đợt tập kích nhiều cơ sở quân sự Iran dạng sáng ngày 26 tháng 10. Ông Netanyahu cho biết, cuộc tập kích của Israel nhằm vào Iran đã gây tổn hại cho năng lực quốc phòng của Tehran cũng như giảm khả năng sản xuất những loại tên lửa có thể tấn công nước này. Ông Netanyahu phát biểu: "Cuộc tấn công Iran là chính xác và mạnh mẽ và đã giành được tất cả các mục tiêu đề ra. Tôi cảm ơn nước Mỹ vì sự hợp tác và hỗ trợ chặt chẽ. Iran đã tấn công Israel với hàng trăm quả tên lửa đạn đạo và họ đã thất bại. Chúng tôi đã giữ lời. Không quân Israel tấn công Iran và không gây tổn hại cho khả năng sản xuất tên lửa của họ." Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallen cho biết, Iran không còn có thể sử dụng hiệu quả các lực lượng ủy nhiệm như Hamas hay Hezbollah để gây tổn hại Israel. Ông Galen nhấn mạnh, trong một năm qua, hoạt động tác chiến của lực lượng phòng vệ Israel đã xoay chiều cuộc xung đột và giành những kết quả chưa từng có tại mọi mặt trận. Hamas không còn là mạng lưới quân sự ở giải Gaza, trong khi giới lãnh đạo và năng lực tên lửa của Hezbollah bị loại bỏ. Hai nhóm Hamas và Hezbollah không còn là những lực lượng ủy nhiệm hiệu quả của Iran. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joao Qualen mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Iran không nên phạm sai lầm và đáp trả các cuộc tấn công của Israel. Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố, ông Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel rằng Iran không nên phạm sai lầm khi đáp trả các cuộc tấn công của Tel Aviv. Điều này sẽ đánh dấu kết thúc của giao tranh này. Cũng theo Lầu Năm Góc, ông Austin và người đồng cấp Garland đã thảo luận về những cách thức có thể để giảm căng thẳng ở Trung Đông bằng con đường ngoại giao. Bộ trưởng cũng thảo luận về các cơ hội hiện có để sử dụng ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng trong khu vực, bao gồm thỏa thuận thả con tin, lệnh ngừng bắn ở Gaza và một thỏa thuận ở Liban cho phép thường dân ở cả hai bên đường xanh được trở về nhà an toàn. Trong khi đó, về phía Iran, Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Mohammad Bakr Qalibab tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tập kích của Israel vào Iran. Ông Qalibab khẳng định quốc gia Hồi giáo sẽ đáp trả quyết liệt hành động gây hấn của Israel khiến 4 quân nhân Iran tử vong. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran không cho biết biện pháp đáp trả cụ thể của Tehran là gì. Theo thông báo của cảnh sát Israel, có 35 người bị thương trong vụ một chiếc xe tải lao vào một bến xe buýt bên ngoài căn cứ Green ở thành phố Aviv, miền trung Israel trưa ngày 27 tháng 10. Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe tải lao vào bến xe buýt đúng thời điểm một chiếc xe buýt vừa vào bến và đang dừng trả khách. Người điều khiển chiếc xe tải đã bị bắn hạ bởi một số dân thường có vũ trang. Trong số những người bị thương, có 6 trường hợp nghiêm trọng. Một thông báo trước đó của cảnh sát Israel nhận định, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó, nhiều nguồn tin Ả Rập khẳng định có ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 50 người khác bị thương trong vụ việc. Người là chiếc xe tải được cho là đến từ khu vực Đông Jerusalem. Đặc biệt, kênh truyền hình Al-Arabiza khẳng định, Mục tiêu bị tấn công là các binh sĩ Israel và trong số những người bị thương có khoảng 20 quân nhân. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Anahom Ghebreyesus vừa qua đã cảnh báo về tình hình thảm khốc ở phía bắc giải Gaza trong bối cảnh các hoạt động quân sự tiếp tục diễn ra ngay gần và bên trong các cơ sở chăm sóc y tế. Trên mạng xã hội X, người đứng đầu WHO bày tỏ quan ngại trước tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung ứng trang thiết bị, y tế và thuốc men, cùng với việc hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận các cơ sở y tế do xung đột. Ông Tedros viện dẫn việc Kamal Adwan, bệnh viện cuối cùng còn hoạt động ở phía Bắc Gaza, đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt vật tư, nhất là sau khi các lực lượng Israel đột kích bệnh viện này vào hôm 25 tháng 10. Đây là nơi đang điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân, trong khi nhiều nhân viên y tế và những người khác cũng đang tránh trú tại cơ sở này. Ông nhấn mạnh việc Israel đột kích bệnh viện cuối cùng còn lại ở phía Bắc Gaza đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về nhân lực y tế, trong bối cảnh gần 200 bệnh nhân đang cần điều trị khẩn cấp, chưa kể cơ sở vật chất và vật tư y tế của bệnh viện đã bị hư hỏng hoặc phá hủy cơ quan y tế giải gaza cho biết cuộc đột kích vào bệnh viện nằm trong trại tị nạn ở thành phố jabalia phía bắc gaza đã khiến hai trẻ em thiệt mạng sau sự việc trên who cũng thông báo có ba nhân viên y tế và một nhân viên khác bị thương trong khi hàng chục nhân viên đang bị giam giữ trong bệnh viện sau khi cơn bão Chami gây nhiều thiệt hại về người và của tại Philippines, các nhân viên cứu hộ ở miền Bắc nước này đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những người bị mắc kẹt tại các khu vực bị cô lập do lũ lụt sau bão. Thống kê cho thấy bão Chami đã khiến gần 500.000 người phải di rời, nhấn chìm hàng trăm ngôi làng ở miền Bắc Philippines và làm ít nhất 87 người thiệt mạng. Phần lớn các nạn nhân tập trung ở khu vực Bicol và tỉnh Batangas ở phía nam thủ đô Manila. Tại Batangas, hiện vẫn còn ít nhất 22 người mất tích. Các nhân viên cứu hộ đang sử dụng máy xúc và xẻng để đào qua lớp bùn cao tới 3 mét nhằm tìm kiếm người mất tích. Mỗi năm có khoảng 20 trận bão lớn tràn vào Philippines hoặc vùng biển xung quanh, gây thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng và làm nhiều người thiệt mạng. Một nghiên cứu gần đây cho thấy các trận bão ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng hình thành gần bờ biển hơn, mạnh lên nhanh chóng và kéo dài lâu hơn trên đất liền do biến đổi khí hậu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26 tháng 10 đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant. Hai bên đã thảo luận các cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel nhắm tới các mục tiêu quân sự của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel, cũng như sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của nước này. Theo Bộ trưởng Austin, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt tới Israel mới đây là minh chứng cho các cam kết trên của Mỹ. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng bảo vệ các lực lượng, cơ sở và đối tác của Mỹ trong khu vực và quyết tâm ngăn chặn mọi nỗ lực làm căng thẳng hoặc mở rộng xung đột ở khu vực. tờ The Times of Israel mới đây đưa tin, hình ảnh và video trên mạng xã hội dường như cho thấy một số bộ phận của tên lửa được quân đội Israel sử dụng trong cuộc tấn công vào Iran rơi trên lãnh thổ Iraq. Các mảnh vỡ của tên lửa dường như đã rơi xuống một khu vực ở phía bắc Baghdad. Tờ The Times of Israel cho biết chưa thể xác thực được các hình ảnh trên mạng xã hội này. Trong một diễn biến khác, phái bộ của Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc chiến đấu cơ Israel đã tấn công nước này từ không phận Iraq. Trên mạng xã hội X, phái bộ của Iran cho biết không phận Iraq đang nằm dưới sự kiểm soát, chỉ huy và quản lý của Mỹ. Có thể chắc chắn rằng Mỹ là đồng lõa trong tội ác này. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 26 tháng 10 bày tỏ rằng ông hy vọng các cuộc không kích mới nhất của Israel vào Iran sẽ đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ leo thang căng thẳng đã kéo dài nhiều tháng, trong bối cảnh chính quyền của ông tăng cường nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza và Liban. Ít nhất 48 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích liên tiếp của không quân Israel vào nhiều khu vực khác nhau thuộc thung lũng Beka ở miền đông Liban ngày 28 tháng 10. Hai khu vực bị oanh tạc ác liệt nhất là Ban ba Bách và Ba Chỉ Khò. Tuy nhiên, thông báo của Bộ Y tế Liban không cho biết có bao nhiêu dân thường và bao nhiêu chiến binh Hezbollah nằm trong số thương vòng này. Trước đó, Bộ Y tế Liban ước tính tổng số người chết trong chiến dịch tấn công của Israel và Liban trong hơn một năm xung đột với phòng trào Hezbollah đã lên tới 2.710 người, trong đó có gần 700 phụ nữ và trẻ em về phần mình lực lượng phòng vệ Israel IDF sáng sớm nay thông báo trong ngày 28 tháng 10 Hezbollah đã phóng tổng cộng 150 tên lửa và rocket tấn công khu vực phía bắc nước này đợt tập kích mới nhất diễn ra hồi đêm qua với mục tiêu tấn công là khu vực Qiyasmona và các thị trấn lân cận tuy nhiên thông báo của IDF không đề cập thương vong cũng như thiệt hại do các cuộc bắn phá của Hezbollah gây ra. Theo kênh truyền hình France 24 của Pháp, dù phải hứng chịu đòn tấn công hủy diệt từ Israel trong hơn một tháng qua, Hezbollah vẫn thể hiện khả năng tiến hành các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ đối phương. Điều này cho thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của phong trào vũ trang ở Liban trong việc duy trì hoạt động quân sự. Cấu trúc tổ chức đặc biệt cùng chiến thuật du kích linh hoạt đã giúp lực lượng này duy trì hoạt động quân sự, bất chấp sự tổn thất nặng nề về lãnh đạo và cơ sở tầng. Nhận định về vấn đề trên, giáo sư Fawaz Gerges, thuộc trường Kinh tế Luân Anh cho rằng, mặc dù chịu tổn thất nặng nề, Hezbollah đã giành lại thế chủ động và đang thực hiện các đòn phản công hàng ngày vào Israel. Điển hình là vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV vào nơi ở của Thủ tướng Israel Netanyahu ở Cesari, một địa điểm cách xa biên giới Liban. Israel đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa Hezbollah từ cuối tháng 9 năm nay. Các cuộc không kích đã phá hủy nhiều vị trí của phong trào này ở miền nam Liban, thùng lũng Beka và cả thủ đô Beirut. Đáng chú ý, các đợt tấn công đã tiêu diệt nhiều lãnh đạo cấp cao của Hezbollah, bao gồm Tổng thư ký Hassan Nasrallah và người kế nhiệm Hassan Safieddin. Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cấu trúc tổ chức đặc biệt của Hezbollah chính là chìa khóa giúp họ duy trì khả năng chiến đấu nhóm này áp dụng mô hình trao quyền cho cấp dưới đưa ra quyết định độc lập trên chiến trường dựa trên ý định của chỉ huy theo đó cho phép các đơn vị cơ sở tự đưa ra quyết định chiến đấu điều này giúp họ vẫn hoạt động hiệu quả ngay cả khi mất đi hàng loạt chỉ huy cấp cao về tiềm lực, Hezbollah được cho là có khoảng 50.000 thành viên, trong đó một nửa là lực lượng dự bị. Họ còn sở hữu kho vũ khí lên tới 200.000 tên lửa, nhiều loại có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel. Các đơn vị tên lửa của họ được huấn luyện để có thể thiết lập vị trí, khai hỏa và rút lui trong thời gian ngắn. Giáo sư Georges nhận định, mục tiêu của Hezbollah không phải là đánh bại hoàn toàn Israel mà là ngăn cản đối phương đảm bảo được an ninh. Chiến thuật này đã từng được Hezbollah áp dụng thành công trong cuộc chiến năm 2006 khi các đơn vị nhỏ của họ đẩy lùi các đơn vị xe tăng Israel nhờ am hiểu địa hình phức tạp ở miền Nam Liban. Kinh nghiệm từ việc tham gia của nội chiến Syria cũng giúp các thành viên Hezbollah trao dồi khả năng đối phó với các phương tiện quân sự thông thường. Sau hơn một tháng giao tranh, Israel vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được bất kỳ ngôi làng nào ở miền Nam Liban, cho thấy tính hiệu quả trong chiến thuật của Hezbollah. Như vậy, dù đã mất đi phần lớn lãnh đạo cấp cao và chịu thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, cấu trúc tổ chức phi tập trung cùng chiến thuật du kích linh hoạt đã giúp Hezbollah duy trì được khả năng tác chiến và tiếp tục gây áp lực lên Israel. Thưa quý vị, Bộ Y tế Liban xác nhận, ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong loạt không kích của Israel nhắm vào thùng lũng BK cách xa biên giới hai nước. Al Jazeera hôm 29 tháng 10 dẫn thông báo của Bộ Y tế Liban xác nhận Israel đã tiến hành một đợt không kích lớn vào hàng loạt mục tiêu gần thành phố Baalbek phía đông thùng lũng Beka của Liban, khiến ít nhất 60 người chết và 58 người khác bị thương. Con số thương vong hiện là ghi nhận sơ bộ vì nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra, chỉ dấu cho thấy số nạn nhân thực tế được thống kê sẽ tăng những giờ tới. Thống đốc Banabek, Ban Chi Kho gọi đây là cuộc tấn công bạo lực nhất nhắm vào khu vực kể từ khi xung đột israel hezbollah nổ ra. Banabek là vùng đất nghèo khó ở thùng lũng Beka, giáp biên giới Syria, nơi lực lượng Hezbollah hiện diện. Giới truyền thông nói rằng Israel không phát cảnh báo di tản trước khi tấn công. Israel và Hezbollah giao tranh xuyên biên giới bằng pháo, rocket và máy bay không người lái từ tháng 10 năm 2023. Tel Aviv tăng cường ném bom Liban từ giữa tháng 9 năm 2024 và đầu tháng 10 năm 2024, mở chiến dịch trên bộ nhắm mục tiêu vào các vị trí Hezbollah ở miền nam Liban, đặt mục tiêu loại trừ năng lực tấn công của Hezbollah. Theo truyền thông Israel, tổng cộng 21 binh sĩ nước này đã thiệt mạng từ đầu chiến dịch đổ bộ quốc gia làng giềng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã hạ hơn 70 lính Israel, phá hủy 28 xe tăng chủ lực Merkava. 4 xe ổi đất quân sự, một thiết giáp và một xe chở quân. Trong khi đó, thống kê của nhà chức trách Liban cho thấy hơn 2.500 người tại Liban đã thiệt mạng và 12.000 người bị thương vì hỏa lực Israel sau một năm căng thẳng. Phần lớn thương vong xảy ra kể từ khi Israel leo thang các cuộc tấn công từ giữa tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, ACS ngày 29 tháng 10 dẫn nguồn từ ba quan chức Israel giấu tên cho biết thông tin trên. Theo đó, Giám đốc CIA Burn đã thảo luận ý tưởng này trong cuộc họp ngày 27 tháng 10 với các đối tác Israel và Qatar. Trong cuộc họp, ông Burn đề xuất rằng, trong thỏa thuận ngừng bắn nên có điều khoản Hamas thả tự do cho tám con tin là nữ giới, không giới hạn tuổi hoặc nam giới trên 50 tuổi. Quan chức Israel giấu tên chia sẻ với ACS, Israel nhất trí tạm thời ngừng bắn, nhưng Hamas muốn thỏa thuận ngừng bắn có thể mở ra một tiến trình, có thể dẫn đến những động thái không thể thay đổi của Israel. Ngày 28 tháng 10, Israel xác nhận đã thảo luận với các nhà trung gian quốc tế về đề xuất đàm phán mới với Hamas về thỏa thuận trả tự do cho các con tin Israel. Trong bối cảnh, lực lượng Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Gaza và Liban. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo của nước này David Benne đã gặp các quan chức Mỹ và Qatar tại Doha. Các bên nhất trí cần thảo luận với Hamas về thỏa thuận thả tự do cho các con tin. Lực lượng phòng vệ Israel đánh giá rằng theo thời gian, khả năng thu thập thông tin tình báo về các con tin sẽ tăng lên, nhưng khả năng các con tin còn sống sẽ giảm xuống. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, họ có một lượng lớn thông tin tình báo thu thập được trong chiến dịch trên bộ ở Gaza có thể mang lại manh mối về các con tin. Trong khi đó, phong trào Hamas tuyên bố rằng các cuộc bắn phá của Israel tại Gaza đã khiến một số con tin thiệt mạng. Israel không loại trừ khả năng này, nhưng cũng nhấn mạnh rằng thi thể của một số con tin cho thấy dấu hiệu bị hành quyết. Ngày 24 tháng 10, một phái đoàn từ phong trào Hamas đã đến Cairo, Ai Cập để thảo luận với các quan chức an ninh địa phương về tình hình tại giải Gaza trong nỗ lực ngăn chặn leo thang xung đột. Cuộc họp này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Ai Cập nhằm khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel với mục tiêu cải thiện tình hình nhân đạo và an ninh tại khu vực. Một quan chức cấp cao của Hamas đã thông báo phong trào này sẵn sàng ngừng chiến đấu tại Gaza với điều kiện Israel đáp trả các yêu cầu như ngừng bắn, rút quân khỏi Gaza đồng ý trao đổi tù nhân và mở đường cho viện trợ nhân đạo. Trước đó vào ngày 22 tháng 10, Ai Cập đã đề xuất một lệnh ngừng bắn ngắn hạn và trao đổi tù nhân giữa hai bên nhằm tạo tiền đề cho một thỏa thuận toàn diện hơn trong tương lai. Ai Cập cũng cam kết hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza, cung cấp viện trợ để giảm bớt đau khổ do cuộc xung đột gây ra. Cùng ngày tại Doha, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết, Qatar đang phối hợp với Mỹ và Ai Cập nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza, đồng thời đàm phán trao đổi tù nhân. Theo truyền thông Israel, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel David Benne cũng đã tới Doha để khởi động lại các cuộc đàm phán về việc thả con tin và ngừng bắn. Cùng trong ngày 24 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự hoan nghênh trước nỗ lực của Ai Cập trong việc thúc đẩy thỏa thuận cứu con tin. Ông Netanyahu cho biết các quan chức cấp cao Israel đã tổ chức nhiều cuộc họp tại Cairo nhằm thảo luận về vấn đề này. Cùng thời điểm, nhóm diễn đàn gia đình con tin và người mất tích Israel đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu và Hamas sớm đạt được thỏa thuận giải phóng con tin, nhấn mạnh rằng thời gian dành cho các con tin đang cạn dần. Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Hamas nhằm chấm dứt thảm họa nhân đạo này. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã kéo dài hơn một năm, gây ra thiệt hại nặng nề với hơn 140.000 người Palestine thiệt mạng và bị thương, trong đó phần lớn là trẻ em và phụ nữ. Giải Gaza chịu sự tàn phá nghiêm trọng, buộc nhiều người dân phải di rời. Các vùng ven biển Trung Quốc tăng cường biện pháp phòng ngừa tác động kép của bão số 6 Chami và bão Kongray. Trong nguy cơ tác động kép của bão số 6 Chami và bão Kongrei, nhiều vùng ven biển ở phía Nam và phía Đông Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa, như sơ tán người dân, neo đậu tàu thuyền và cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, ngập lụt và thảm họa thứ cấp được dự báo xảy ra ở khu vực này. Bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC cho hay. Tác động chung của áp thấp nhiệt đới hình thành từ cơn bão Biển Đông Trà Mi và một khối không khí lạnh sẽ gây mưa lớn ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc trong 28 và 29 tháng 10, với hầu khắp tỉnh này đều ghi nhận mưa lớn. Đặc biệt riêng ngày 29 tháng 10 thì mưa lớn có thể lên đến 250 mm đến 300 mm ở một số vùng phía đông của tỉnh Hải Nam. Dù bão Trà My đã suy yếu, cơ quan thời tiết Trung Quốc vẫn cảnh báo mưa lớn ở một số khu vực của tỉnh Hải Nam. Các chuyên gia thời tiết cũng cảnh báo về các hiện tượng cực đoan và thảm họa thứ cấp như sạt lở đất, dòng lũ bùn do mưa lớn kéo dài và lượng mưa tích tụ đáng kể. Ngoài ảnh hưởng của bão Trà My, thì bão Krongrei cũng được dự báo là mạnh lên thành bão cuồng phong trong ngày 29 tháng 10. Cơn bão mới nhất gần Philippines đang di chuyển về phía Tây Bắc, tiến tới gần phía đông của đảo Đài Loan Trung Quốc và tiếp tục tăng cấp. Dự báo bão Kong Ray đổ bộ vào khu vực ven biển ở miền Trung hoặc phía Bắc của hòn đảo trong nửa sau của tuần này. Theo dự báo thời tiết mới nhất, cơn bão nhiệt đới này có thể sẽ đi qua hoặc đổ bộ vào các khu vực ven biển của các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến ở miền đông Trung Quốc và suy yếu dần. Dự báo bão Kong Ray có thể gây ra mưa lớn ở Đài Loan Trung Quốc, các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và thành phố Thượng Hải trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc cho hay công chúng cần chú ý đến dự báo bão mới nhất và các thông tin cảnh báo sớm đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước vì đường đi của bão kumrey vẫn chưa chắc chắn để ứng phó với ảnh hưởng của bão Trà cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Hải Nam đã di chuyển nhân sự từ các hoạt động ngoài khơi về bờ. Có 42 dự án bị đình chỉ, 159 tàu xây dựng quay trở lại cảng để trú tránh, 1.074 người sơ tán và 34.479 tàu đánh cá neo đậu tại cảng. Tại Tam Á, các trường tiểu học và mẫu giáo tạm dừng lớp học từ trưa 28 tháng 10. Trong khi đó, trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Phúc Kiến kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4 với bão Conray từ 27 tháng 10 và yêu cầu giới địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão mới nhất để phòng ngừa. Nhà dự báo thời tiết Jiang Minh Trinh chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu, năm nay Trung Quốc ghi nhận bão trong mùa thu nhiều hơn bình thường, nhưng việc bão xảy ra vào thời điểm này là bình thường khi có cái điều kiện để bão hình thành.